mỹ nhân màn ảnh một thời tái xuất, nhan sắc ở tuổi 60 ra sao? Trương Mạn Ngọc gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện thời trang tại Thượng Hải. Hai năm qua, bà không lộ diện trước công chúng. Truyền thông Hoa ngữ thông tin về Trương Mạn Ngọc, người đã ở ẩn từ khi ngừng đóng phim nhiều năm nay. Bà chỉ thỉnh thoảng xuất hiện vài lần trong các chương trình thời trang ủng hộ bạn bè. Mới đây, minh tinh họ Trương gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện thời trang tại Thượng Hải, Trung Quốc. Bà diện trang phục menswear, tông màu tối phối cùng phụ kiện dây chuyền ngọc trai. Dù đã 60 tuổi, bà vẫn sở hữu làn da trắng đẹp, trẻ trung so với tuổi. Khi ngồi ở hàng ghế đầu, minh tinh chăm chú theo dõi sâu. Thỉnh thoảng, Trương Mạn Ngọc quay sang bàn luận với đồng nghiệp kế bên. Sau khi những bức ảnh được đăng tải, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho sắc vóc của nữ diễn viên đình đám một thời gian gần như bỏ quên Trương Mạn Ngọc. Diễn viên vẫn đẹp, phong thái cuốn hút, thanh lịch, không nhận ra minh tinh ở tuổi 60, bà gần như không có nếp nhăn, vẻ ngoài trẻ hơn tuổi. Thời gian qua, Trương Mạn Ngọc gần như ở ẩn, không lộ diện trước công chúng. Sự kiện gần nhất Trương Mạn Ngọc góp mặt là tại Hồng Kông, Trung Quốc vào tháng 6 năm 2022. Thời điểm ấy, minh tinh lộ vẻ ngoài có phần gầy hơn trước. Theo Sina, Trương Mạn Ngọc từ bỏ sự nghiệp diễn xuất để theo đuổi đam mê âm nhạc. Tuy nhiên, các sản phẩm của bà không được người hâm mộ đón nhận. Năm ngoái, bà dành phần lớn thời gian để đi du lịch, tận hưởng cuộc sống. Trong một clip đăng tải vào dịp sinh nhật tuổi 59, Trương Mạn Ngọc nói bà đón nhận từng khoảnh khắc trong cuộc sống với tâm thế nhẹ nhõm, thoải mái. Trương Mạn Ngọc sinh năm 1964, là ngọc nữ nổi tiếng của Hồng Kông và là một trong những diễn viên xuất sắc trong lịch sử nghệ thuật thứ 7 của Trung Quốc. Một số tác phẩm nổi tiếng của Trương Mạn Ngọc có thể kể đến Điềm Mật Mật, Đông Tà Tây Độc, Ba Chị Em Họ Tống, Tâm Trạng Khi Yêu, A Phi Chính Truyện, Tần Lòng Một Khách Sạn, Thành Xà. Trong cuộc sống cá nhân, Trương Mạn Ngọc trải qua nhiều mối tình nhưng đều không đến đích. Bà vẫn độc thân ở tuổi 60. Thời trẻ, Trương Mạn Ngọc đầu tư nhiều vào bất động sản. Hiện, bà nắm trong tay hơn 20 triệu USD, nhưng sống giản dị và lặng lẽ.